Nhiều người ở Việt Nam gần một tuần nay lên tiếng kêu gọi Quốc hội cân nhắc thêm chưa thông qua luật về đặc khu kinh tế, trong đó có điều khoản giao đất cho nhà đầu tư nước ngoài tới gần một thế kỷ. Đã có người cảnh báo một điều luật như vậy có thể dẫn đến nguy cơ Vân Đồn, một đảo của Việt Nam gần Trung Quốc, bị biến thành một Crimea thứ hai. Các ý kiến như trên của nhiều thành phần nhân dân đã nổi lên sau hai phiên thảo luận của Quốc hội hôm 23 và 28 tháng 5 về dự luật do chính phủ trình, có tên đầy đủ là Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế Đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Chính phủ Việt Nam dự định lập 3 đặc khu kinh tế tại các tỉnh Quảng Ninh ở phía Bắc, Khánh Hòa ở miền Trung và Kiên Giang ở miền Nam nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo đột phá về phát triển kinh tế. Báo chí trong nước dẫn lại thông tin từ chính phủ cho hay dự luật đặc khu chứa đựng những chính sách đặc biệt về nhiều ưu đãi thuế, thủ tục hành chính thông thoáng và cho thuế đất dài hạn hơn. Một số quan chức chính phủ nói với Quốc hội và báo chí rằng việc lập 3 đặc khu kinh tế là một bước thử nghiệm các thể chế chính sách mới ở Việt Nam, với kỳ vọng thu hút hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, du lịch và kinh doanh sòng bạc. Tại Quốc hội, điều khoản về giao đất 99 năm trong dự luật đặc khu đã gây nhiều lo lắng với các đại biểu. Các đại biểu Dương Trung Quốc, Trần Hoàng Ngân, Trương Trọng Nghĩa và Lê Thu Hà được báo chí trích lời đưa ra quan điểm rằng không nên cho thuế đất đến gần một thế kỷ, thậm chí nên bỏ điều khoản này ra khỏi dự luật. Ông Quốc lưu ý đến yếu tố địa chính trị của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và cảnh báo không cẩn thận nó sẽ là nơi để Trung Quốc di dân thôi, theo tin đăng trên VTC News và báo Đất Việt. Sau 3 tuần nữa, dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết về dự luật đặc khu kinh tế hôm 15 tháng 6.